Chào anh chị em và các bạn tới kênh của Hiệp Lê xem dê tham khảo nha. Cảm ơn các bạn từ trước tới giờ xem video ủng hộ cho mình nha các bạn. Thì hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2024 đó. Thì theo lời của nhiều anh em yêu cầu với gọi điện bình luận, nói chung là các kiểu là yêu cầu mình lên giá dê đó các bạn. Thì mình lên mình thông báo giá dê cho anh em bà con chăn nuôi á xem tham khảo luôn nha. Thì nói chung là cũng cái nghề nuôi dê đó các bạn là nó cũng đang hừng lại nha các bạn. Thì cái giá dê cái thịt cái chốt được thịt được chốt tại Tân Phú Đồng Nai nha. Nói chung các tỉnh là cái giá nó cũng theo y vậy á, dê nó cũng hút y vậy hết nha các bạn. Tại vì con dê bây giờ nó đang hiếm lắm, là từ dê chốt cho tới dê thịt nó hút mà nó tăng giá. Nói chung là cũng tin vui cho bà con chăn nuôi dê đó. Dê thịt tại Tân Phú Đồng Nai, dê đực thịt đó các bạn, bữa nay là cái giá 102 tới 105 ngàn một ký nha. Nó ra ngoài giá trăm rồi đó. Còn dê cái thịt đó các bạn là bữa nay 88 ngàn một ký. Còn dê đực chốt đó các bạn thì bữa nay là 120 tới 122 ngàn một ký. Nhiều anh em có thể mua tăng hơn 1-2 ngàn thì tùy theo con dê mình đẹp xấu màu mè nữa đó các bạn. Thì mình báo chung cái giá là cái giá người ta vô nhà vườn mình mua nha, chứ không phải là cái giá bán ra. Còn con cái chốt thì nó được có 82 ngàn một ký thôi nha anh em. Cái chốt đực chốt là từ 17 ký trở xuống 13 ký nha. Đó là cái giá hôm nay tại Tân Phú Đồng Nai. Thì nhiều anh em các tỉnh đó thì xem tham khảo thêm, mấy anh em bình luận ở dưới phần bình luận đó, coi là dê của chỗ mình có hiếm như ở đây chưa, hay là có lên giá chưa nha. Mấy anh em ở tỉnh nào mấy anh em bình luận ở dưới phần bình luận là biết tỉnh mình giá mấy liền. Còn con dê sòm á các bạn thì nó nằm có 40 tới 43 ngàn thôi nha. Sòm nói chung là con sòm là mấy anh em biết à, mấy dê đực già đó là kêu bằng dê sòm. Còn con dê cái lẩu các bạn nó nằm biến động nhiều lắm. Thì y như mình chia sẻ mà nuôi con dê mập á, là mấy anh em bán được 70-75 ngàn ký. Còn mấy anh em nuôi dê ốm á, là ta kêu dê dỗ á, là nó có nằm có 40 tới 50 ngàn ký thôi nha các bạn. Thì nhiều khi mình lên gân gân rồi đó, người ta mua 60 cũng không chừng, 55 là nó biến động là mập ốm gì đó. Thì do nhiều anh em yêu cầu đó thì hôm nay mình nhín mình lên mình thông báo cái giá dê cho anh em chăn nuôi á, xem tham khảo thêm nha. Đó, thì cái giá hôm nay tại Tân Phú Đồng Nai là nó vậy đó. Mơi mốt mình review thêm giới thiệu dê giống cho anh em. Cái này là dò vàng dê cái lẩu nè các bạn. Dê lẩu, dê thịt đó. Thì hôm nay mình lên mình thông báo giá dê cho anh em xem tham khảo vậy đó. Thì mình cũng xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.